Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và cô bác anh chị em, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chùa Tam Bổ. Hôm nay nhân dịp chúng tôi có điều kiện trở lại chùa Tam Bổ và quay lại quang cảnh ở chùa Tam Bổ cho quý vị xem lại quang cảnh chùa Tam Bổ. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023. Ở tại chùa Tam Bổ hiện tại đang xây lại kim lăng của Đức Bổn Sư quý vị. Mời quý vị cùng với chúng tôi vào xem quang cảnh xây lại kim lăng của Đức Bổn Sư. Đây là quang cảnh bên trong chùa Tam Bổ, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Và đây là sơ đồ phát họa lại công trình xây dựng kim lăng của Đức Bổn Sư quý vị. Công trình xây dựng kim lăng của Đức Bổn Sư tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và đây là mô hình kim lăng của Đức Bổn Sư. Về kích thước kim lăng của Đức Bổn Sư thì bề ngang 20m, dài 80m, tổng diện tích là 1.600m², nguồn kinh phí xã hội hóa. Tiếp theo mời quý vị cùng với cô bác anh chị em cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh xây dựng lại kim lăng của Đức Bổn Sư. Đây là khuôn viên nằm bên tay trái của chùa Tam Bổ quý vị. Và kim lăng của Đức Bổn Sư cũng được sửa chữa lại. Và đây là cái công trình đang hoàn thiện kim lăng của Đức Bổn Sư. Đây là phần nền để xây dựng khuôn viên kim lăng của Đức Bổn Sư quý vị. Phía dưới này là một cái ngôi sao như ở tấm bảng treo ở phía trước, chính giữa là một cái ngôi sao bằng bông quý vị.
À, đây là quang cảnh chùa Tam Bổ Phật giáo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa vào ngày 8 tháng 9 năm 2023 quý vị âm lịch. À, thường ngày cô bác từ khắp mọi nơi cũng trở về chùa cúng cũng khá đông. À, và đây là cột phướng và bàn thông thiên có nhị cấp ở tại chùa Tam Bổ. À, đây là những cái tảng đá rất là to quý vị, cũng được trở về ở nơi Kim Lăng của Đức Bổn Sư để chuẩn bị xây công trình Kim Lăng của Đức Bổn Sư. Ở tại chùa Tam Bổ thì cũng có đãi bánh canh từ thiện quý vị từ thứ bảy cho đến chủ nhật. Quý vị nào có điều kiện thì cũng đến viếng chùa. Phật giáo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa, khóm An Định A, thị trấn Bà Chúc, Tri Tôn, An Giang. Đây là quang cảnh ở chùa Phi Lai quý vị.